Cô thân chào các bạn tuổi Mậu Dần 1998. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về 3 tháng, tháng 4, tháng 5, tháng 6 của cái năm âm lịch nha các bạn, của cái năm Giáp Thìn. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta nói về tử vi thì chúng ta nói về cái tháng âm lịch không nha các bạn. Các bạn nhớ, các bạn có cái vận niên cuộc đời của mình đó là quá lâm chi hổ. Và cái mệnh của mình là mệnh thổ nha. Bạn thuộc cái thuộc về cái mệnh thổ. Cho nên mình có là tiếng là cái con cọp, nhưng mà mình rất là hiền lành. Cuộc mình thấy ở ngoài thì nó có vẻ dữ tợn, người ta không hiểu thì người ta nói mình khó khăn. Nhưng mà khi người nào đã tiếp xúc qua và có sự thấu hiểu với mình thì người ta biết rằng mình là cái giữ ở bên mặt, nhưng mà ở trong lòng mình nó có cái sự hiền lành, nó không cái không có có dữ dằn lắm. Và cái cuộc đời của các bạn lưu ý là mình không có cái số như là cái số đi. Cho nên mình cái công chuyện của mình thường là rầy đây mai đó, nơi mai á ở chỗ này mốt ở chỗ kia, cái công chuyện nó không có ổn định. Và nó có thể nói cuộc đời của cái tuổi Mậu Dần thì như thế này à. Các bạn thường có những cái va chạm ở trong cái cuộc sống. Cuộc đời của mình nó có nhiều cái biến động, nó không có được bình yên. Nó cũng là có thể nói là không, gần như là gian nan á. Gian nan, cái tuổi của bạn rất là gian nan. Tại vì cái thiên can của mình á lại là dưới cái tuổi của mình á, nó sinh xuất. Rồi cái tại vì Mậu nó thuộc về thổ, mà Dần nó thuộc về mộc. Thổ với mộc nó khắc kỳ. Rồi cái mình cũng tiếp sang mình là cái mình thổ nữa, cho nên nó có cái khắc kỳ như vậy. Cuộc đời mình nó dễ có những cái biến động, và cuộc đời mình cứ thay đổi. Khi ở chỗ này nó có nhiều cái khó khăn cho mình, thì các bạn cố gắng đi. Chúng ta cố gắng thì chúng ta phải vượt qua tất cả đường nha các bạn. Rồi bây giờ cô nói về cái tháng 4 cho các bạn. Trong cái tháng 4 này về tài lộc của các bạn thì nó có phần nó bình ổn. Nó không có khắc kỵ cho các bạn lắm. Không khó mà cũng không tốt. Nhưng mà về cái tháng 4 này, về cái chuyện đối nhân xử thế, nhân hòa địa lợi của mình thì nó có cái khắc kỵ. Không may mắn, không thuận lợi cho mình lắm. Tại vì đây là cái tháng mà xung tuổi với mình. Mệnh của mình với cái mệnh của tháng nó cũng cái khắc kỵ, cho nên nó dễ gây những cái chuyện mà ngoài ý muốn của mình, bực dọc cho mình. Và cái sức khỏe của các bạn thì các bạn cần lưu ý, các cần quan tâm một chút nha. Về gia đạo của bạn nam và bạn nữ ở trong tháng là nó không được cái sự thuận lợi, không có sự bình yên. Có những cái tác động ở bên ngoài làm cho gia đình của chúng ta nó xào xáo, bất an, không được vui vẻ, không được thuận lợi lắm. Qua đến cái tháng 5 thì cái tiền, thí dụ tiền của mình làm còn mình có 5 đi thì là mình lại phải ra 7. Tại vì đây là cái tháng mà mình tương trợ, cái tháng mà mình có cái nhiệm vụ như mình tương trợ, mình giúp đỡ cho nhiều cái người khác. Thấy người ta khó thì mình không nỡ mà bỏ qua, mình bỏ đồng tiền ra mình giúp đỡ cho người khác. Hoặc là có cái chuyện trong dòng họ cưới hỏi rồi ăn mừng thế này, tiệc tùng đó, thì mình phải bỏ cái đồng tiền của mình ra. Cho nên cái tháng này tài lộc của mình nó có đi phần nó không tốt cho mình. Nhưng mà đây là cái việc làm ân nghĩa, vì trách nhiệm, vì bổn phận, cho nên mình phải chu toàn thôi. Cho nên chúng ta cũng không phàn nàn gì hết nha. Về cái chuyện đối nhân sự thế, nhân hòa địa lợi ở tháng này á, thì mình được cái sự thuận lợi, được cái sự tốt đẹp. Có người ta giúp đỡ, người ta thương yêu, người ta chỉ dẽ cho mình. Trong cái cuộc sống có cái sự thuận thảo.
giữa mình và cái mọi người xung quanh, thì đây là một cái tháng tốt cho mình nha. Về mình là người mệnh thổ mà gặp tháng thổ là bình hòa. Bạn nữ thì ở trong cái tháng tư, chuyện gia đạo của mình có cái chuyện nó không hay, nó có chuyện buồn bực cho mình nha các bạn, thì cần chú ý nha. À, muốn cho gia tránh được những cái đó thì chúng ta kiềm chế cái bản thân của mình ít nói hơn một chút. Chúng ta đừng quá chì chét chuyện bé mà chúng ta xé ra to, thì gia đạo của mình nó không được tốt đẹp, không được thuận lợi. Tốt đẹp mình biết, xấu thì mình biết, là mình cũng có thể chúng ta phòng tránh được thôi các bạn ơi. Về cái tháng 6 thì nó cũng tiếp tục như cái tháng tháng 5 về tài lộc của chúng ta. Cho đi nhiều hơn thì chúng ta nhận lại. Về tiền bạc chúng ta cho đi nhiều hơn thì chúng ta nhận lại. Vì ơn nghĩa, vì trách nhiệm và bổn phận thôi. Thì vấn đề chúng này chúng ta thông qua đi không sao cả. Đồng tiền bỏ trước là cái đồng tiền khôn mà các bạn. Còn về cái nhân hòa xã hội của chúng ta cái tháng này, công việc của chúng ta nó bình ổn, không có gì rắc khắc rối khắc kỵ cho chúng ta hết nha. Mình là người mệnh thổ mà gặp cái tháng thổ thì nó bình yên, không có chuyện gì nó rắc rối cho mình hết. Vận hành công hành ở trong tháng nó được bình ổn. Qua đến cái tháng cuối này thì gia đạo của bạn nam, bạn nữ đều có cái sự thuận lợi, có cái sự tốt đẹp ở trong cái tháng. Gia đạo được vui vẻ, bình yên và hạnh phúc. Vợ chồng có sự tiếng nói chung. Cô quên nói cho các bạn nữa, là các bạn biết là các bạn là người mệnh thổ nha. Nhưng mà khi mà nói về cung phi á, thì chúng ta phải biết là mình nam á, mình thuộc về cái cung phi nào. Thì nam của các bạn là cung khôn, mà cung khôn nó thuộc về hành thổ. Nữ thuộc về cung tốn, cung tốn thuộc về hành mộc. Từ cái điểm này thì các bạn thấy lưu ý cho một cái điều là nếu các bạn lập gia đình với người cùng tuổi thì cái chuyện hôn nhân của mình nó không được tốt đẹp, nó không được thuận lợi cho mình. Ở trong xét về cung phi á, thì nó có 4 điểm, 4 cái cặp mạch tốt và 4 cái cặp xấu. Thì mình nằm ở trong cái một trong 4 cái cặp xấu. Cho nên xét về gia đạo mà nếu mà chúng ta cùng tuổi với nhau thì chúng ta lập gia đình nhau thì nó không tốt. Dễ có những cái rắc rối, dễ có những cái mâu thuẫn. Tài lộc thì nó cũng èo uột, nó không trực tốt đẹp trong cái gia đình hạnh phúc của chúng ta. Thì bài chia sẻ cho các bạn về cái tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 âm lịch của năm Giáp Thìn đến đây là hết. Thì cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn cùng gia đình được vui vẻ, bình an và hạnh phúc.